Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Sáng ngày 6 tháng 8, thêm 4.009 ca mắc COVID-19, hơn 8 triệu liều vaccine đã được tiêm chủng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói, yêu cầu Bình Dương tạo đường băng cản dịch. Chủ tịch Bình Dương dự báo số ca nhiễm tăng lên 30.000 ca. Sau đây là tin chi tiết. Bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 6 tháng 8 cho biết có thêm 4.009 ca mắc COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 2.563 ca. Đến nay, đã có 8 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm chủng ở nước ta. Tính từ 18 giờ ngày 5 tháng 8 đến 6 giờ ngày 6 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.009 ca nhiễm mới trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 2.563 ca, Bình Dương 322 ca, Long An 286 ca, Tiền Giang 253 ca, Đồng Nai 207, Đà Nẵng 77, Vĩnh Long 63, Đồng Tháp 53, An Giang 47, Trà Vinh 34, Phú Yên 27, Bình Định 19, Kiên Giang 17, Gia Lai 14, Hà Tĩnh 5, Đắk Nông 4, Thanh Hóa 4, Lâm Đồng 4, Bạc Liêu 2, Lào Cai 2, Quảng Trị 2, Lạng Sơn 2, Hải Dương 1, Hà Nội 1. Trong đó có 823 ca trong cộng đồng. Tính đến sáng ngày 6 tháng 8, Việt Nam có 189.066 ca nhiễm. Trong đó có 2.334 ca nhập cảnh và 186.732 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 185.162 ca, trong đó có 55.266 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Quảng Ninh, Bắc Cạn. Có 11 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình. Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Dương tạo đường băng cản dịch. Chiều ngày 5 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng chống dịch bệnh. Tính đến ngày 5 tháng 8, Bình Dương ghi nhận 22.053 ca mắc COVID-19 tại 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 136 ca tử vong. Các ổ dịch xuất hiện trong cộng đồng cơ bản được kiểm soát. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao việc Bình Dương tăng cường rất tốt cho các cơ sở cách ly tập trung, hệ thống thu dung F0 không triệu chứng, các tầng điều trị bên dưới theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện nay, Bình Dương chỉ thiếu một số trang thiết bị máy móc ở tầng điều trị trên cùng, đang chờ chi viện của Bộ Y tế. Đến lúc đó, Bình Dương có thể hoàn toàn chủ động giảm tỷ lệ tử vong. Tỉnh đã thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Vì vậy, hai ngày gần đây, số ca nhiễm mới đã giảm rõ rệt, chỉ còn ở các khu phong tỏa và ổ dịch có mức độ lây nhiễm đậm đặc. Dự kiến sau một tuần nữa, số ca nhiễm bắt đầu giảm. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nên quyết tâm đến ngày 15 tháng 8, các huyện, thị xã ở phía Bắc của tỉnh, các khu vực an toàn tại các huyện, thành phố phía Nam giáp với thành phố Hồ Chí Minh sẽ được củng cố vững chắc. Trong 2 tuần cuối tháng 8, Bình Dương sẽ dồn sức khoanh gọn dần, xử lý các ổ dịch còn lại. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ vui mừng khi Bình Dương quyết tâm đến 15 tháng 8, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh ở 5 trong số 9 huyện, thị xã, thành phố và cơ bản kiểm soát tình hình ở 4 địa bàn còn lại trước 30 tháng 8. Đây là một quyết tâm rất lớn của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bình Dương với các giải pháp đã thực hiện và tiếp tục được điều chỉnh sau cuộc họp chiều nay.
Phó Thủ tướng nói và mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bình Dương sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, sớm quay lại trạng thái bình thường mới để phát triển. Thượng tướng Võ Minh Lương cũng đánh giá công tác phòng chống dịch của Bình Dương có sự tiến bộ rõ rệt so với phần lần làm việc trước đó của tổ công tác với tỉnh. Song ông Lương cho biết đã nhận được phản ánh của nhiều doanh nghiệp về quy định phải có nhân viên y tế mới công nhận kết quả xét nghiệm nhanh cho công nhân, dẫn đến việc không đảm bảo kế hoạch sản xuất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, vừa qua, tỉnh đã mạnh dạn tháo gỡ khó khăn bằng cách cho phép doanh nghiệp tự thực hiện xét nghiệm nhanh định kỳ cho công nhân và chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm. Qua một thời gian thực hiện, các doanh nghiệp tự nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho công nhân, sớm ổn định sản xuất, hỗ trợ công tác điều trị tại tỉnh Bình Dương. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, đội ngũ y bác sĩ của tỉnh rất quyết tâm, có nhiều sáng tạo trong điều trị bệnh nhân. Điển hình là việc trong số khu tiếp nhận F0 không triệu chứng, các bệnh nhân hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, giám sát lẫn nhau. Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng Bình Dương phải khẩn trương trang bị hệ thống oxy tập trung để dùng được máy thở oxy dòng cao HFNC cho tầng 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nhẹ, xây dựng 200 giường hồi sức cấp cứu để tập trung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở tầng 3. Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Dương tập trung bàn, thống nhất và ra quyết định để khẩn trương mua đầy đủ thuốc điều trị, cũng như là các trang thiết bị y tế, đồ bảo hộ phục vụ chống dịch trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực. Dứt khoát không để các bệnh viện thiếu vật tư trang thiết bị điều trị, các y bác sĩ tuyến đầu thiếu đồ bảo hộ an toàn, Phó Thủ tướng lưu ý. Trước việc các bệnh viện ở Bình Dương có số giường bệnh nhiều nhưng chưa được sử dụng để điều trị COVID-19, ông Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh tổ chức lại hệ thống điều phối hai chiều giữa các tuyến điều trị. Các bệnh viện chuyển lên tầng điều trị cao hơn khi bệnh nhân diễn biến nặng, chuyển xuống tầng điều trị khi thuyên giảm, trên cơ sở cập nhật số bệnh nhân, giường bệnh tại các cơ sở điều trị. Với các khu vực tập trung đông công nhân ở trọ, dịch đã đậm đặc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Dương tính toán giải pháp giãn cách, giảm mật độ bằng cách di rời từng khu nhà trọ trên địa bàn để tạo đường cản dịch. Giống như một khu rừng đang cháy, phải tạo ra được những đường băng cản lửa để giữ được những khu vực còn lại an toàn, ông Đam nói. Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức toàn thể chính trị, xã hội ở Bình Dương tích cực động viên người lao động ngoại tỉnh cố gắng không về quê trong thời gian giãn cách. Tại các vùng an toàn, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng người để kiểm soát người từ nơi khác đến. Chủ tịch Bình Dương dự báo số ca nhiễm tăng lên 30.000. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Bình Dương cho biết tỉnh đang triển khai xét nghiệm 1,8 triệu người, số ca có thể tăng lên 30.000 trong 2 tuần tới. Thông tin trên được ông Võ Văn Minh cho biết tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chiều ngày 5 tháng 8. Trong bối cảnh Bình Dương đã ghi nhận 22.058 ca nhiễm, 139 bệnh nhân tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, số ca mới tăng nhanh liên tục. Chủ tịch Bình Dương cho biết tỉnh triển khai giải pháp trực chiến cao nhất. Các địa phương tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm phòng dịch, kiên quyết không để chặt ngoài, lỏng trong. Ở các khu phong tỏa, cách ly, các ổ dịch xuất hiện trong cộng đồng cơ bản được kiểm soát. Các địa phương vùng đỏ như thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, thị xã Tân Uyên tập trung khoanh vùng xét nghiệm nhanh, cách ly sớm, thu hẹp phạm vi, khẩn trương dập dịch. Các địa phương vùng vàng như thị xã Bến Cát, huyện Bào Bàng khẩn trương làm sạch ca F0, nhanh chóng chuyển thành vùng xanh. Những vùng xanh như huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên giữ vững tình hình để làm vùng đệm vững chắc cho các địa phương phía Nam. Năng lực xét nghiệm của tỉnh đã nâng lên khi có 18 xét nghiệm real-time PCR với 25.000 mẫu đơn một ngày, tương đương với 250.000 mẫu gộp 10 người. Với sự hỗ trợ của 32 đoàn cán bộ, y tế từ Bộ Y tế và các tỉnh thành đơn vị quân đội, 3.500 người, tỉnh đang thực hiện chiến lược lấy mẫu nhanh để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Qua 19 ngày tiến hành xét nghiệm diện rộng, từ 600 tổ đã lấy mẫu lưu động cho 1,4 triệu dân, phát hiện 13.567 người nghi nhiễm, tỷ lệ 0,98%. Trong thời gian tới, tỉnh xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng đợt 2 với 1,8 triệu người. Dự báo 2 tuần tới, số ca nhiễm sẽ có thể tăng lên 30.000 người. Trong đó, dự báo F0 triệu chứng tăng 1,3 nghìn ca, có F0 triệu chứng nhẹ, trung bình 13.000 ca, và F0 không có triệu chứng là 15.700 ca.
hiện tỉnh có 16 cơ sở điều trị, hơn 17.000 giường, hoạt động theo mô hình tháp 3 tầng. Trong đó, tầng 1 chiếm 60% với những bệnh nhân không triệu chứng, tầng 2 với 35% bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và trung bình, tầng 3 với 5% bệnh nhân nặng nguy kịch. Với tốc độ lây lan nhanh, tỉnh đang lên kế hoạch xây dựng thêm các bệnh viện dã chiến với tổng quy mô 30.000 giường. Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nêu quyết tâm đến ngày 15 tháng 8, các huyện, thị ở phía Bắc của tỉnh và các khu vực an toàn tại các huyện, thành phố phía Nam giáp với thành phố Hồ Chí Minh sẽ được củng cố vững chắc. Trong 2 tuần cuối tháng 8 này, tỉnh sẽ dồn sức nhanh gọn dần, xử lý các ổ dịch còn lại, ông Lợi nói. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định nhiều khu vực của Bình Dương giáp với thành phố Hồ Chí Minh nhiễm rất sâu, mức độ nghiêm trọng không kém so với thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, tỉnh đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh. Ông đề nghị địa phương phải cố gắng giữ vững vùng xanh, tập trung dập dịch vùng đỏ, nhất là khu vực giáp với thành phố Hồ Chí Minh. Trong vùng đỏ phải thiết lập vùng xanh và cố gắng bảo vệ vững chắc. Đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng, có thể cho về nhà cách ly, theo dõi để nhường chỗ cho bệnh nhân có triệu chứng. Bình Dương phải trang bị đầy đủ thiết bị y tế, hạn chế tỷ lệ tử vong đến mức thấp nhất. Phó Thủ tướng yêu cầu. Về tiêm chủng, hiện tỉnh đã tiêm vaccine cho 92.694 người, trong đó 84.275 người tiêm mũi 1, 8.419 người tiêm mũi 2. Lãnh đạo chính phủ yêu cầu Bình Dương cần đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine, phải thực hiện song song với cả hai việc, đó là phòng bằng vaccine và phòng chống bằng cách ly. Giãn cách nghiêm, Phó Thủ tướng nói. Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng đã có chuyến thị sát làm việc với Ủy ban nhân dân Bình Phước, địa phương giáp với Bình Dương. Ông Đam đánh giá đến nay, tỉnh đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch, kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, Bình Dương là cửa ngõ đi Tây Nguyên, thời gian qua đã có tới 54.000 người từ các tỉnh có dịch đi qua địa bàn tỉnh, nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn rất cao. Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Bình Phước cho biết đến nay, tỉnh ghi nhận 244 ca COVID-19, toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, duy trì hoạt động 65 chốt biên giới, 11 tổ cơ động tuần tra, 38 chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào tỉnh. Năng lực điều trị của địa phương hiện có khoảng 1.200 giường, 40 giường hồi sức cấp cứu và 17.500 giường cách ly tại 53 cơ sở. Bình Phước đã có 57.000 người tiêm vaccine mũi 1 và 13.000 người tiêm mũi 2. Kế hoạch đến hết năm nay, tổng số vaccine Bình Phước được phân bổ là gần 1,3 triệu liều, đảm bảo độ bao phủ cho 95% dân số cần tiêm. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.